Cửa hàng âm thanh số đó xin kính chào đến toàn thể các bác ạ. Thì ngày hôm nay trước mặt các bác đây đó chính là bộ đôi dòng loa có thể là siêu khủng dành cho sự kiện hoặc là những quán cà phê sân vườn ngoài trời, hoặc là những bác nào thích chơi thì cũng thể chơi được, nhưng mà không gian thực sự rộng bác nhé. Đây là một dòng loa chúng ta có thể gọi là loa họ Tiễn, một dòng loa của Mỹ đấy, Taylor, rất là khủng luôn. Đây là một đôi loa sử dụng toàn bộ là hàng neo hết, bao quay bát chung tép đều là neo đấy. Đặc biệt quân chung này nó là neo bi đấy, nó sở hữu là dạng hầm đấy. Đây là một chiếc chung của nó, một chiếc loa chung, một chiếc tép neo và một chiếc bát là dạng hầm bác nhá. Nó là dạng hầm đấy, bát hầm của bác, nó gọi bát thường mà nó bát hầm, nằm phía trong luôn, nó nằm giống như tạo chúng ta giống một cái súp hầm vậy á, rất là khủng luôn. Đây là một hai đôi loa của bác khách ở trong Đồng Nai cũng đã chịu chơi, và khi em về em mới tiết lộ bác một chút thôi thì bác cũng lấy cả luôn. Thì sau bao nhiêu ngày chờ đợi thì bữa hôm nay em bắt đầu em lôi ra để em test cho bác khách, bởi vì là em phải đợi cái cốt về đấy, em sử dụng cốt để cho bác luôn đấy, cho bác một cái cốt luôn để bác bọn em phối ghép sẵn cho bác luôn, bác về bác dùng thôi. Cho nên phải đợi cái cốt, thì ngày hôm nay em mới kiếm được quân cốt bãi xịn ngon để sử dụng phục vụ cho đôi loa này, cho nên là hơi chậm một chút. Thì bác đã cọc cách đây khá lâu lắm rồi, thì ngày hôm nay ngày bắt đầu bọn em sẽ mang ra để vệ sinh sạch sẽ lần nữa, và bắt đầu sẽ test để phối ghép cho căn chỉnh cho bác xong hết, bác về bác dùng thôi. Thì đây là hai đôi loa luôn, bác lấy cả hai cặp luôn, cả hai cặp cùng với đó là hai con đẩy 4 kênh, hai con đẩy 4 kênh và một con lọc. Đây một bác khách về số lượng bác chi ra khá là nhiều tiền, đó, gần trăm củ rồi, 8-90 củ rồi bác nha, rất là nhiều. Đấy, đây là đôi loa, đây là e căng của nó bác nha, e căng em chưa giặt này, em đang đợi để em giặt đây, đây e căng nó đây, e căng thép có màng lọc bụi phía ngoài, đây, đấy rất đẹp bác nha, và em đang để đây để em giặt thì nó sạch xong em mới lắp vào. Thì đây là một bộ đôi rất là khủng, nó rất cực kỳ khủng luôn. Thùng cân các bác nha, thùng cân. Do đây là một đôi loa neo, toàn bộ là neo hết, tép, bát, chung là neo hết. Cho nên là mặc dù nó lớn, công suất mạnh, khủng, nhưng mà trọng lượng nó không quá nặng các bác. Cho nên là có nhiều bác gọi em sợ bảo ôi số đồ có nặng quá không, nặng là không đi làm được. Đấy, các bác chỉ sợ nặng thôi, quá nặng lắm là không đi làm ở đâu, bởi vì không vác được, một mình không thể làm được. Thì em cũng xin chơi tin vui luôn cho bác khách luôn, cũng như mọi người, những bác nào đang tham khảo về đôi loa này. Đó là đôi loa này nó sử dụng toàn bộ bằng neo, cho nên không hề nặng các bác. Nó cũng rất là bình thường, không quá nặng các bác nha, một người có thể bê được. Đó là một cái tin vui cho các bác, bởi vì neo thì nó không có nặng. Đấy, nó chỉ từ Philips, từ thường mới nặng thôi. Nên đó là một cái tin rất là vui. Thì các bác hãy đợi em, ngay ngày mai thôi em sẽ cho các bác cùng xem một cái video, em sẽ test hai đôi loa này. Các bác sẽ cảm nhận là hai đôi loa này chắc chắn là nó khủng lắm rồi. Thực sự loại này đánh không gian thì đám cưới hay là những bữa tiệc thì thực sự là phê luôn, đẳng cấp. Bởi vì đây là những đôi loa mà bọn em mua thanh lý tháo sàn ba các bác nhá, quán ba ấy đấy, mua chung ba ra các bác nhá. Đấy, mua chung ba ra chứ không phải là mua ở phòng karaoke, bởi vì loa to thế này không ai chiêu karaoke cả, mất 9 điện tích là nó mạnh quá. Đấy, từ đây là những đôi loa mà em mua ở trong ba ra, rất là khủng luôn. Và đôi loa này bác khách làm sự kiện hay là kể cho gia đình thì thực sự là miễn chê rồi. Đấy, rất là khủng khiếp luôn bác nha. Đấy, thì may bây giờ đây em mời các bác cùng xem lại cái nội thất bên trong. Chúng ta cùng xem qua nội thất bên trong một chút. Rồi ngày mai các bác sẽ cùng đợi cái video em test đôi loa này. Và bác khách của em hãy đợi em một vài hôm rồi nhé. Chắc tầm ngày mai em gửi chắc tầm khoảng 4-5 ngày. 5 ngày rồi đấy, 5-6 ngày đấy là bác sẽ nhận được hàng thôi. Bởi vì đây là một đôi loa nó to, nó lớn. Cho nên em cũng lưu ý luôn với bác khách luôn của em. Đó là tổng cộng cái đơn hàng của bác em sẽ đóng thành 6 cục hàng nhá. 6 kiện hàng luôn, 6 kiện hàng, có nghĩa là một chiếc loa là một kiện và hai con đẩy là hai kiện. Quân crossover thì em sẽ đóng kèm một quân đẩy luôn. Thì tổng cộng đơn hàng của bác em sẽ đóng thành 6 kiện hàng. Thì 6 kiện hàng này gửi cùng một lúc nhưng có thể nó sẽ không tới cùng một lúc các bác nhá. Bởi vì là 6 đơn hàng này cái khi họ người ta xếp xe bưu điện á, có thể nó sẽ lẻ và người ta sẽ bỏ sau xe khác, thì có thể là nó sẽ đến chậm 1 ngày hoặc 2 ngày. Thì khi các bác nhận hàng, các bác sẽ cố gắng là nhận lúc nào nó đủ hàng, đủ lượng hàng thì các bác sẽ nhận một lúc luôn. Đấy, hoặc là nếu em kiếm được xe, nếu em kiếm được xe tải mà nó đi qua khu vực bác hoặc là gần khu vực bác thì em sẽ gửi xe, nó tiện hơn, nó sẽ nhanh hơn cho bác nhé. Đấy, thì bác khách cũng lưu ý một chút. Đấy, thì ngay bây giờ em sẽ mời các bác cùng xem qua nội thất bên trong nhé, nó cũng như nào bác nhá. Và đây là cái nội thất bên trong bác nhá. Thứ nhất là chúng ta thấy này, về thiết kế thùng này thì đây là cái nơi mà bắt cái bát em vừa tháo xong. Đấy, nó sẽ là bát hầm của bác nhá. Nó sẽ bát hầm thì nó sẽ phản ra góc kia bên đây. Đấy, và đây là cái tiếp, thì cái tép toàn bộ cái loa này đều là sản xuất là nội thất là của Mỹ hết. Đây một chiếc tép của LT này, Made in USA cho bác xem này, một chiếc tép neo này, đây kênh ghép cho bác xem này, đấy Made in USA nha, đấy Made in USA,
Ok chưa? Dẹp mèo nhá. Dẹp mèo nhá. Đấy, cái cảnh này hơi khó, điện thoại hơi cảnh đó. Một con chung. Con chung này thì đặc biệt một chút. Đấy, con chung này cũng là của LT. Thì con chung này đặc biệt một chút các bác nhá. Con chung này á nó là con chung này là neo bi. Đấy thì em không thích em tháo rồi, em quay trong video rồi, bác nào mà muốn xem được vào kênh năm tiếp là sẽ thấy. Bây giờ là tháo bên trong ra bác sẽ xem rồi. Thì bên trong con chung này là con chung neo bi luôn. Neo bi đồng hoàng luôn nhá. Biết kinh khủng chưa? Sử dụng neo bi luôn. Đấy neo bi. Cực đẹp luôn, cũng là LT và cũng là made in USA cho bác xem luôn. Đấy, made in USA luôn nhá. Tất cả con này là linh kiện là đồ USA hết. Thùng vách cực kỳ đặc cấp luôn. Đây là một con tụ phân tần này là phân tần là chúng ta sử dụng cho con chung này. Đấy. Và đó chúng ta sử dụng là ra là ba quay chúng ta dùng code server. Đây, nó sẽ bảo tách cho chúng ta đây. Cái phân tần này tách cho chúng ta là con chung con tép. Đấy, con chung con tép các bác nhá. Đấy và chúng ta sẽ sử dụng code nữa, chúng ta căn chỉnh cái thì nó tuyệt vời hay luôn. Đấy, khủng chưa các bác? Rất to đúng không ạ? Rất là to luôn. Con chung là neo bi các bác nhá. Nó là neo bi nhá. Neo bi luôn. Tép đây. Tép neo luôn. Và con bát đây. Cho bác cùng xem bát, đợi em chút, đợi em đợi xuống. Đấy, anh nối cầm cái bát đây các. Ui, nó rất là nặng. Đợi xuống cái này xuống các bác nhá. Đây thì nó hầm hố quá. Đây con bát đây. Đây. Thì con bát nó cũng là của LT và cũng là của made in USA luôn. Tép bát neo luôn các bác nhá. Toàn bộ là neo hết. Neo hết luôn. Đây, em chưa vệ sinh rất là bẩn này. Toàn bộ cái đôi lo này là neo hết 100%. Từng bát tép chung neo hết 100%. Thiết kế cực kỳ hầm hố luôn. Dòng này là dòng phải cho nó cực kỳ khủng luôn bác. Bát này bát sẵn dạng hầm. Đấy bát nó sẽ đánh mà nó sẽ vặn dạng hầm giống súp hầm vậy á. Rất là khủng luôn bác nha. Bát neo nha, rất đẹp nha. Bát neo cực đẹp luôn. Bát neo rất là chất luôn. Mà còn bát neo. Đấy, bát neo chung tép. Đây, có một cái lưỡi. Cái lưỡi đây là giúp là nó tỏ cái phần dãy chung ra. Nó rộng hơn, bao quát rộng hơn các bác nhá. Rất đẹp đúng không ạ? Rất khủng đúng không ạ? Đấy rất tiếc là số lượng rất là ít các bác. Số lượng rất là ít là bác khách của em bác là cũng vứt luôn mất rồi. Đấy thì những bác nào mà thích những đôi loa như này thì em sẽ cố gắng kiếm cho các bác trong thời gian sắp tới, sẽ cố gắng kiếm thêm, nhưng mà hy vọng sẽ kiếm được thôi, chứ còn nói lấy được chắc chắn hay không thì em không dám hứa bác ạ. Bởi vì cực kỳ khó, dòng này nó hiếm lắm. Rất hiếm các bác nha, và giá thành nó cũng cao nữa. Đấy thì những bác nào mà thích đôi loa này thì chúng ta ngày mai thôi em sẽ làm một cái video test cho mọi người cùng xem. Chắc chắn là ngày mai sẽ làm cái video test cho mọi người cùng xem, bởi vì hôm nay mà em không kịp bởi vì cũng đã bận rồi. Hôm nay cô đóng hàng đi nữa nên là không kịp. Thì ngày mai em sẽ làm cái video test cẩn thận cho bác cùng xem về cái đôi loa này. Bác cùng cảm nhận về chất âm nó phê như thế nào nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều.